Vinet nói gì đi con? Con làm gì vậy? Đây là án giết người. Chúng tôi phải đưa thi thể con trai ông đi khám nghiệm tử thi. Không, không thể đưa thằng bé đi. Sikha bình tĩnh. Sao anh lại ở đây? Anh phải chịu trách nhiệm về cái chết của em trai tôi. Anh có biết không? Sikha, tôi đến cảng Mahu. Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì trong cơn điên loạn. Và anh có ngăn được cô ta không? Anh nói đi. Không, người phụ nữ đó đã giết em trai tôi. Tất cả là tại anh Nê Rai. Nếu anh không đến thì mọi chuyện đã không xảy ra. Làm sao tôi không đến được? Nói đi. Cô ấy muốn cô tiết lộ sự thật của mình trước mặt mọi người, cho nên tôi phải đến. Làm sao cô có được mana? Nếu mọi người biết cô là Sikha, mọi chuyện sẽ ra sao? Trả tù. Chết thì cái sự trả tù này. Tôi không muốn làm điều gì nữa. Tôi không muốn có lại con trai của mình sau khi mất em trai. Ba mẹ tôi đã phạm sai lầm gì chứ? Ba mẹ tôi phạm sai lầm gì mà mất con? Tại sao vậy? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đi đi. Đi ra khỏi nhà tôi. Sikha, làm ơn đi. Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã luôn hỗ trợ tôi. Tôi sẽ trả ơn anh bằng tiền. Còn bây giờ ra khỏi nhà tôi ngay. Đi đi. Đi đi. Sao mày ra sao không nghe điện thoại? Chết tiệt. Thì như vậy ADT, con có gọi Samara được không? Dạ không, cô ấy không nghe điện thoại. Nhưng đột nhiên có chuyện gì mà con bé đi dội vậy? Không chịu nghe điện thoại. Mẹ đang cảm thấy bồn chồn. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Xin chào. Sao? Cái gì? Mày đi. Đã làm vậy, đúng. Cô ấy giết chết một cậu bé 20 tuổi. Dừng thanh tra. Mà Hu luôn ở nhà mà. Nó đang ngủ trong phòng khi chúng tôi ra ngoài hôm nay. Tôi không biết thưa ông, nhưng sự thật đang ở trước mặt ông. Khẩu súng mà chúng tôi tìm thấy ở nơi xảy ra tai nạn được đăng ký mang tên Ma Hu. Và chúng tôi tìm thấy dấu tay của cô ấy trên đó. Nhưng tại sao Ma Hu lại giết người? Cậu bé đó là ai?
Gia đình anh ấy ở đâu? Tên anh ấy là Vinet Gupta. Cái gì? Tên anh ta là gì Thanh Tra? Vinet Gupta. Anh ấy là em trai của Sikha Gupta. Ba ơi, nếu được con sẽ đi cùng chị gái, được không ba? Con là trượt môn toán à? Không đâu ba, con nên cảm thấy xấu hổ đi. Là con trai của một giám đốc ngân hàng mà con lại thi trượt môn toán. Chị ơi, nhận được lương chứ? Em cần 200 rúp. Ngày mai một người định đi xem phim. Cầm 300 này, ăn bỏng ngô nữa nha. Cảm ơn chị. Nhưng làm ơn đừng nói với ba chuyện này. Không ai đuổi con ra ngoài đâu, nếu con chịu học một chút thôi. Chuyện gì vậy mẹ? Con học cả ngày mà. Bạn trai, mẹ, nói nhỏ thôi. Nếu không mẹ sẽ nghe thấy. Chị sẽ tính phí nếu muốn em nói nhỏ. Dùng điện thoại nếu chị muốn. Chị mời mọi phút. Tên anh ta là gì Thanh Tra? Vinet Gupta. Anh ấy là em trai của Sikha Gupta. Nghi ngờ của anh đúng rồi đây. Nếu xem mày ra là Sikha thì sao? Adi, anh không biết đâu. Cô ấy là Sikha. Cô ấy đã nói như vậy. Mày đều có đúng không? Thật sự là... Mình đang nghĩ gì vậy? Mình nghĩ gì vậy chứ? May đi không còn tỉnh táo nữa. Chúng ta đã làm cô ấy bị tâm thần. Sao có thể tin cô ta được? Nhưng tại sao mình lại nhớ những cuộc nói chuyện của May đi? Có một điều đồng lại trong tâm trí của mình. Nếu vì sự điên rồ của mình mà Mandy đã thực hiện vụ giết người này, thì có thể giết bất kỳ ai khác. Tại sao lại giết em trai của Sikha? Chị ơi, chị đi đâu vậy? Sikha, con đi đâu? Con sẽ đi gặp Aditi và nói anh ta biết sự thật. Nói với anh ta, con không phải Samaira Seth, mà là Sikha Gupta. Sikha, con đang nói gì vậy? Đúng gì nữa ba? Đủ rồi. Con không thể tiếp tục trò chơi trả thù này nữa. Con không muốn trả thù bằng những gì chúng ta đã trả hôm nay. Con à, con đừng đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Vội vàng sao? Không, con đã mất rất nhiều thời gian khi đưa ra quyết định này. Nếu quyết định sớm hơn thì chúng ta đã không có ngày hôm nay. Con sẽ không mất em trai. Và ba mẹ đã không mất con trai. Sikha, con hãy cứ nghĩ rằng em trai con là liệt sĩ đi.
Sao lại để cái chết của nó trở nên lãng phí như vậy? Sao lại để thua trận chiến của con một cách dễ dàng như vậy? Sika, liệu chúng ta có lấy lại được Vinet nếu con làm vậy không? Chúng ta đã mất một đứa con trai, chứ bây giờ chúng ta chỉ nghĩ đến đứa còn lại thôi. Hãy nghĩ về mana của con đi. Nếu con chấp nhận thất bại, con muốn mất thằng bé không? Sika, hãy nghe ba nói. Con không muốn nghe. Không muốn nghe gì cả. Con ước gì đã không nghe lời cha mẹ và để mọi người ở lại ngôi nhà và thành phố này. Con đã nói với ba mẹ đừng đi cùng con, nhưng ba mẹ không nghe con. Con ước gì ngày đó con cứng rắn hơn nữa. Đủ rồi, con không thể làm gì nữa. Sự trả thù của con không có giá trị hơn mạng sống này. Con mất em trai mình, con không thể mất tất cả mọi người được. Tốt hơn con nên đối mặt với Aditi, xin lỗi anh ta và nói anh ta rằng con là Sika Gupta, và kết thúc trò chơi này. Con phải đi làm chuyện đó. Sika, Sika, Samaira, Samaira, em đi đâu bỏ hết mọi thứ vậy? Sao không nghe điện thoại của ai hết? Chuyện gì? Mẹ xin lỗi Mana. Mana, mẹ xin lỗi con. Mẹ đã mất hết rồi. Hôm nay mất tất cả, mẹ phải kết thúc trận chiến này. Sao mẹ ram đang nói gì? Trận chiến nào? Không phải Samaira Aditi Jagannath, mà là Sika. Cái gì? Đúng vậy Aditi, người mà anh tin là Samaira không phải là Samaira, mà là chính là Sika Gupta. Anh luôn nghĩ Sika Gupta đã tự sát. Không phải như vậy. Đó là một vở kịch. Làm sao tôi có thể chết mà lại không trừng phạt anh? Đó là lý do tại sao tôi quay trở lại cuộc đời anh với tư cách là Samaira Set. Tôi đã diễn vở kịch đó, đã khiến cho anh và vợ anh phải chia rẽ.
tôi khiến cho anh. Phải nhà tan cửa nát. Tôi đã làm cho cô ấy mất tinh thần. Tôi dùng cách của anh lừa dối tôi bằng cách cưới tôi, cũng giống như cách tôi muốn lừa dối anh. Em đang nói dớ dẫn gì vậy? Vô lý. Aditi, Aditi Jagannath, tôi đã muốn lừa dối anh theo cách của anh. Tôi muốn trả thù anh. Nhưng tôi không lường được sự trả thù của tôi đã khiến tôi phải trả giá đắt như vậy để đưa con trai tôi trở lại. Tôi đã phải mất em trai của mình. Đó là lý do tại sao tôi đến đây để kết thúc trò chơi này. Đối với tôi, sự trả thù không quan trọng bằng mạng sống của các thành viên trong gia đình tôi. Mana, mẹ xin lỗi. Hãy tha thứ cho mẹ. Sao cô gọi thằng bé là Mana? Thằng bé không phải Mana, mà là Anna của chúng tôi. Ngay cả sau khi thu kiện tại tòa, cô vẫn chưa hiểu được điều đó sao? Và quay lại cuộc sống của chúng tôi sau khi thực hiện vở kịch tử tử. Bà, cô ấy là một cô gái kỳ lạ như vậy. Nghe kỹ những gì tôi nói đây, Samaira. Sika Gupta, nếu cô lại cố gắng bước vào cuộc đời của chúng tôi thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Từ nay về sau, đừng lộ mặt với chúng tôi. Mana, Mana, buông tôi ra, buông ra. Mana, Mana, cho tôi tới gặp con trai của tôi. Mana, 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 mẹ xin lỗi, mẹ sẽ còn quay lại, mẹ sẽ quay lại. Mẹ đã hứa với con, để tôi yên, buông tôi ra. Thằng bé là Anna của tôi. Samaira, đi đâu mà lâu vậy? Samaira, em đã đi đâu mà để mọi thứ như vậy? Mọi người đều cố gọi cho em, mọi người lo lắng. Thật ra em nhận được cuộc điện thoại. Điện thoại của ai? Từ Thụy Sĩ. Ba bị đau tim. Cái gì? Ông sếp bị đau tim. Nghe xong thì em lo lắng và bỏ chạy khỏi đó và đi tới thẳng sân bay. Em đã đặt chuyến bay tiếp theo tới Thụy Sĩ, nhưng nó đã bị hủy vì thời tiết xấu. Em đã gọi cho mẹ. Bây giờ ba đã thoát khỏi nguy kịch. Cảm ơn thần linh. Khi em trở lại dự lễ khánh thành thì em mới biết về Mahu, nên em đã chạy đến đây. Nhưng lẽ ra phải gọi cho anh. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà. Dẫu sao đi nữa, anh nghĩ em nên đến gặp ba đi. Anh sẽ đặt vé cho em vào sáng mai. Anh sẽ đi cùng em. Ông sẽ cảm thấy rất vui. Không sao đâu Aditi, bây giờ ba đã khỏe hơn rồi. Em đã nói chuyện với bác sĩ. Ba đã thoát cơn nguy kịch. Vì vậy mọi người đừng lo lắng.